Xin chào cả nhà. Hiện tại em hạnh đang đây là anh Khoa nha. Anh Khoa này, anh Tâm này, và các anh chị em này. Hiện tại em hạnh đang có tiệc tối với lại ngài chủ tịch và lãnh đạo quỹ. Có thấy không ạ? Đây, chúng ta thấy không ạ? Xin chào cả nhà. Thế ạ? Để cho em quay cái nhá. Quay. Đây ạ. Đây là những người bạn của chúng ta đến từ quốc gia khác. Đó, và đây là ban lãnh đạo của chúng ta. Chúng ta thấy không ạ? Đây. Chào cả nhà nha. Đây. Chúng ta thấy không ạ? Xin chào nha. Đây là chúng ta đang có tiệc với lại ban lãnh đạo của quỹ này. Đây là. Đây. Em thấy không ạ? Gương mặt. Rồi. Đây là những người bạn chúng ta đến từ quốc gia khác này, cũng là những người mà chiến thắng trong cuộc đua vừa rồi. Còn đây là những anh chị em của chúng ta. Đấy, thấy không ạ? Đây là những người bạn của chúng ta. Đây. Chị Hiền, chào mọi người đi. Chào đi. Xin chào tất cả mọi người. Lời chào nhà mình chia sẻ video đi, em ra giao lưu với cho nhà mình chào chủ tịch nhá. Nhà mình quay video. Nhà mình chia sẻ video đi, em cho nhà mình xem. Đây chúng ta thấy không ạ? Đây là ngài Sergey. Đây là ngài Sergey này. Đấy, giám đốc trung tâm này. Đây là ông Evgeny này. Đây ngài chủ tịch của chúng ta nhá. Đây. Đấy Alexei này. Ông Evgeny này. Đấy. Xin chào nhà. Đây nhà mình thấy không ạ? Hi, xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Đây là ngài ngài Evgeny này. Đây là ngài Alexei này. Đây là ngài chủ tịch của chúng ta này. Thấy không ạ? Đấy. Chúng ta thấy không? Alexei. Say hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Ngài chủ tịch vĩ đại của chúng ta. Hello Việt Nam. Ôi. Ngài chủ tịch rất tuyệt vời nhà mình ạ. Oh, so happy. Triệu Tập. Mình thấy không ạ? Rồi, nguyên đàn hôm nữa. Thế bị rượu rơi. Có ý nghĩa. Wow. Rất tuyệt vời, so happy. Quay trực tiếp. Vâng, trực tiếp ạ. Mình đi. Trời ơi, quá giá trị luôn. Này, đây là ngài Oleg. Say hello Việt Nam, ngài Oleg say hello Việt Nam. Vâng ạ, hello Việt Nam. Còn đây là ngài Sergey, xin chào Việt Nam. Tuyệt vời lắm nha. Thank you. Wow, thức video cực kỳ giá trị. Thức video cực kỳ giá trị, tuyệt vời không ạ? Những thức view tỷ đô luôn nhà mình ạ. Nhà mình thấy sao ạ? Trời ơi, giá trị chưa ạ? Xin mời tất cả các bạn ngồi đúng vị trí của mình nhé. Nhà mình thấy không ạ?
Bây giờ bắt đầu tiệc rồi nhá. Thì bây giờ hãy xem mấy kiểu vị.